chặn lại nó quýnh giặc á, thử không, đói nhiều chuyện để đói lắm. Cứ thủ đi, mà nó nói này nhiều rồi, gán thủ lúa thủ gạo thủ tiền. Tiền con chào chú Kiệt, nay thấy lên buổi sáng con rất vui, cảm ơn con. Chú ảnh giờ nào chú lên giờ đó, em cho nó lâu lâu quá lên clip cho mấy bà con cứ nhắn tin, cứ trách móc hoài, sao không lên nói. Chuyện tin của bài trên đâu phải như tin tức thế gian, là tin tức thế gian á, nhiều lúc mình coi biết cũng chán. Nghe có thể sẽ cái gì ngày mai Trung Cộng bay máy bay hù dọa, mà nghe đâu cũng gần 3 4 năm nay có vợ dám bỏ trái bom xuống Đài Loan đâu, thì nó cứ vậy. Còn này tin tức của cái đài của mình là tin tức ở trên, nói là phải có, là phải chính xác thì mới nói. Còn chú cũng đâu có phải là chuyên nghiệp cái này đâu, chú cũng mong có một ngày, chú sẽ làm một cái phòng, studio, nhưng mà phải có người hiểu về đạo và ăn nói giỏi, thì hai người nói chuyện qua chuyện lại, một người phỏng vấn chú thì chú sẽ nói hoài được. Còn này có một mình nè, đâu phải dễ nói đâu, rất là khó. Nhớ gì nói cái đó, chứ còn nói tràn gian đại hải mà chứ phải có hai người người hỏi qua hỏi lại á thì chú mới nói. Cũng giống như trên núi thì những mấy bác ở khách tiểu bang thường về thăm lần cả trăm 200 người chú ngày chủ nhật ở mấy khách sạn vòng vòng, thì chú hãy nói tại nhiều người hỏi thì chú nói thường 7 giờ sáng với 5 6 giờ chiều luôn, mười mấy tiếng luôn á, ngồi chỗ một á, ở trển á trên núi. Mà thường mấy cái đó chú không cho quay phim, là tự vì mình nói chuyện nó với cái phạm vi nhỏ, có duyên gặp chú thì chú kể. Chứ còn nếu mà mình lên mỗi một cuộc nói chuyện hàng tuần ở trên núi, bao nhiêu người về thăm mà lên phim đó, nó sẽ làm cho con người rất là hoang tưởng mơ hồ, làm gì có chuyện mà trời Phật sát bên mình, đúng không? Có người tin mà cái phần tin đâu có bao nhiêu đâu, triệu người không tới chừng 100.000 người nữa. Nên ai muốn lúc sau á thì cứ về núi mà nói chuyện thẳng với chú, mà đừng có quay phim, đừng có thâu. Còn trên này chú chỉ nói chung dung là chuyện nó vậy. Hôm nay mình biết được có vị này sắp sửa giáng trần để mà cứu rỗi các con chiên của ngài sau chiến tranh thứ ba, đó là vậy. Còn trở về ngược dòng thời gian 2 năm trước, năm 2018 chú đã tiên tri Covid thì đã có thật đó, coi là những clip cũ đó là Covid. Thì sau đó những chuyện kế tiếp xảy ra từ Covid Việt Nam cho tới hết Covid Việt Nam về Trung Quốc chia 5 7 Đài Loan tuyên bố độc lập, những cái danh từ đó tới ngày hôm nay nó mới xuất hiện. Thời đó chú nói những cái đó người ta còn không có nghĩ là làm gì Đài Loan tuyên bố độc lập rồi làm gì Trung Quốc chia 5 7 đó. Thì hôm nay những gì nó trúng hết rồi, hôm nay thế giới tài chánh kinh tế khủng hoảng thì bây giờ đang xảy ra thiệt nè. Giá xăng nó lên tới 7 8 đô Mỹ rồi, Việt Nam cũng vậy. Sau này nếu có duyên và được bề trên cho phép, con xin được là người phỏng vấn chú. Hay đó nghe, có lý à. Tôi cần người làm những partner, những mình mới ra cái ý. Còn giờ một mình chú nói à, mà nhiều lúc tức cười lắm. Tại nói cái này mình nói liên tục, mình nhưng 1 phút hơn 1 phút cũng hơi kỳ kỳ. Cái đầu vừa nói vừa gắn nhớ chuyện gì cần phải nói, thì những cái chuyện quan trọng mà tiên tri mà thì chú đâu có nhiều đâu, thì chú chỉ biết tận thế rồi Phật Di Lặc ra đời, cái ác như thầy Thanh Nít sẽ chìm, cái thiện sẽ nổi lên. Mình bây giờ đi cuối cùng cái đường hầm của cái lưỡi cực, một chút ngọn đèn ánh sáng của đường hầm mình gắn bò một chút nữa mình ra, thì chỉ là chủ yếu là vậy thôi, là khuyên người phải quay đầu lại với cha với mẹ với Phật để mà kịp cái kỳ sàng lọc được lên thuyền Bát Nhã. Thuyền Bát Nhã đang vớt mình á,
mà kỳ này mấy anh chiên với mấy Phật tử rớt quá trời á. Chúa giơ tay nữa không, Chúa giơ tay kéo lên mà không chịu nắm gì chứ, là đâu có nắm đâu. Tại đâu có tin Chúa lại chọn thằng dốt như chú, không có hiểu về công giáo nhiều mà lên đây chót chót. Tại khi họ nhìn là cái nhãn mạng họ lên là họ cười ngất thôi, không có tin. Thì nhà cũng giống như thời xưa nha, giống như Chúa từ 1 tới 30 tuổi thì Chúa xuất hiện, tới 31 tuổi bắt đầu Chúa đi khuyên người ta ăn hiền ở lành, ai cũng cười không nghe. Rồi cái Chúa phải đi xa một chút, rồi cứ đi xa. Trong 3 năm Chúa chỉ đưa ăn hiền ở lành, ăn lành ở hiền, hiền ở lành, lành ở hiền, chỉ có vậy thôi. Chẳng có giáo lực, chẳng có pháp môn gì hết, cũng chẳng có ngồi thiền, cũng chẳng có cuốn kinh đó. Thì thời đó, nhưng mà ngược lại mà Chúa ở ngay cái làng của ổng mà nói chuyện á, người ta chửi, ô cha của con thơ mộc biết gì đó. Thì cái bài học 2000 mấy năm tới ngày hôm nay nhân loại vẫn chưa có học, chưa có thông. Xưa Phật Thích Ca ra đời cũng y chang vậy, thật có thành thông nha, đi tới đâu cũng bị người ta gãy đinh để gai cho đạp. Thời đó không có đinh gai, gai che hay gai gì á, tại vì Phật thì đi chính thân, trời ơi, để cho Phật đạp. Thì cái Phật thì đâu có tài sản gì, chỉ cái đồ xin cơm thôi. Đi tới đâu cái Phật xin cơm, cái làng đó ghét, nó không cho cơm ăn mà nhịn đói, thầy trò nhịn đói phải ăn 3 cái đồ ăn của mấy con ngựa mới sống. Trời, chúng sanh nó liền vậy á, nếu mà dễ đồ á, chúng chỉ cần ra một cái cuối thôi chứ không cần tới hôm nay là như 143 rồi đó. Cái mặt hồi xưa nó mỏng, rồi từ từ nó dày lên, nó dày lên, mà hôm nay nó quá trời dày luôn nữa. Thì mỗi ngày chú lột cơ nhiều, chứ thời xưa chú lột cơ nhiều lắm là bà con quản hồn hết. Khi nào mà bà con đặt lòng tin chú 100% đi, chú sẽ nói hết luôn. Tức là một cuốn cách sách dày về tâm linh nè, sống ở cõi trời sao, tại chú đi lên đi xuống mà. Chú ngồi đây chứ là chú đi khắp cả hành tinh được á. Tối chú ngủ chú về núi Cấm, tại chú có nhà bển. Nó cái nhà chứ không phải cái cung à, thì có hết, nhưng mà đến đoạn đó thì nó hơi cao siêu quá. Chúa là con thợ mộc mà cũng trùng hợp nha, thời Chúa cũng khổ như vậy, là con thợ mộc. Hôm nay Ba Kiệt là ông Ngô Năm Phước cũng làm nghề mộc, cũng thợ mộc, cũng đi sao sự trùng hợp đó nữa. Thiên Trinh, em tin anh 100%. Trời mà với máy bay đi về trời á, nhiều người không tin. Có vé máy bay mua 0 đồng mà cũng không chịu mua, đi mua vé máy bay đi đâu không à. Chắc chèn hỏi chiến tranh thứ ba nguy hiểm như thế nào. Thì 18.000 quả bom nguyên tử hồi xưa đại nhị thế chiến hôm Shima với Kawasaki đó, cái bom hủy thuộc dạng giống như là gọi là pháo tiểu, còn thời nay là pháo đại, mà bự hơn pháo đại nữa, thì mình cứ soi cánh gì đó. Mà 18.000 cái bom nguyên tử thì cái gì cứ suy nghĩ đi, chưa tính nữa mấy cái bom hóa học nữa. Anh chị chắc mình cũng mệt, tại bữa nay ở ngoài trời hình như nóng, thời tiết bữa nay ngộ lắm, ở Bắc Cali mấy hai bữa nay nóng trên 100 độ, có những nơi thì lạnh, có những nơi thì cháy rừng. Thời tiết bây giờ nó không có giống như mùa hồi xưa nữa, đủ thứ kiểu, mỗi thành phố nó kiểu khác nhau. Dương Ngọc, Hồ Hoàng Trần Nhân Long là cốt gì vậy anh Kiệt? Bây giờ ngày thế nào rồi anh? Hồ Hoàng Trần Nhân Long đang ở nước Việt, ở núi Yên Tử. Hồ Hoàng là sư phụ của Kiệt. Có một lần sư phụ về Phật Hoàng đó nghe, mình đang nói Phật Hoàng. Thì ở ngoài đời hôm nay mình thấy sư phụ như thế nào, nhưng mà hôm nay Kiệt tả sư phụ cho quý vị nghe. Sư phụ là một vị mặc cái áo, lúc mà Kiệt thấy được thì quấn chéo một bên, nó cũng giống như kiểu người người nào ta tu khắc sĩ Nam Tông vậy đó, mới là đơn giản. Mặt ngài tròn, rất là trẻ, rất là hồng hào, đẹp trai. Thì lúc đó sư phụ làm cho Kiệt bài thơ, tại Kiệt đệ tử ổng mà. Thì sư phụ mới dạy Kiệt á, con á, coi á là
đạo Phật Hoàng á, tức là hiện giờ ngài Thích Thanh Từ là đang truyền thừa của ngài đó, cũng có giả. Còn coi kỹ nó có hai phe, phe thật và phe giả đó. Thì thường á, sư phụ rất là bận hay đi Thiên Trúc để mà hội họp. Hội phụ thương Kiệt lắm, sư phụ cho Kiệt câu thần chú có bốn chữ, bất cứ lúc nào Kiệt đọc thì sư phụ sẽ xuất hiện sẽ dạy Kiệt đó. Phật Hoàng yên tâm á. Đức thầy cũng là một sư phụ, Hòa thượng Thế Công mà cũng một sư phụ, Phật Di Lặc là một sư phụ, Phật Thích Ca là một sư phụ, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, kỳ các sáu vị sư phụ trong cõi vô hình, kỳ không có sư phụ thế gian nha quý vị. Thì những người được học thì từ đa số các sư phụ nhắc nhở và chỉ bảo. Nguyễn Quốc Bảo nói chứ kỳ thôi, làm thế nào để biết là con đã mang hộ thiên rồi chú? Con có quay về hướng Đông Bắc thì tự mình đặt thiên không? Con đặt là Thiên Quốc Bảo. Khi con đặt xong thì con muốn biết là có linh nghiệm hay không thì con phải kiếm cái dấu này con đeo. Thì tự nhiên con sẽ có cảm nhận là con khác hơn những người bạn bình thường của con chút. Nó nói gì con cũng thấy là con khôn hơn nó. Tại vì lúc đó con sẽ có chánh kiến hơn. Rồi tại sao con lại có nhiều sự gia hộ và may mắn hơn, đúng không? Con nhậu mỗi ngày ba lon bia, hôm nay con cũng chán nhậu, chỉ một lon lai lai trang uống tiêu cơm thôi. Thì mỗi một thứ cái xấu á, nó sẽ giảm bớt khi con tự khấn hộ thiên. Vì tất cả các chư vị sẽ độ hết tất cả những đứa con thiên trong cái buổi sàng lọc này đi về trời. Nếu con còn mang những cái tật xấu trước khi mang hộ thiên thì cái đó là chuyện không biết à. Tại vì ngoài bên cõi vô hình á, khi mình nằm ở bệnh viện mà hấp hối á, nó bao la lắm, nó không phải là 8 đời, 10, 8 đường, 12 đường, mà nó vô số quỷ ma, ngạ quỷ, súc sanh, atula, củ quyền, người ma này, ma nọ, nợ này, nợ kia, nó đến, nó đòi, nó kéo tay. Con cũng quản luôn á, con cũng không biết gì đâu. Con người lúc sống á, cái người mà khổ nhất mà đưa cái đầu máy chém là mình thấy sợ là đau không? Nó không có nhằn nhòi á. Khi mình rời khỏi thân xác mình á, cái đó nó khủng khiếp hơn gấp vạn lần. Nó đau đớn và đồng thời nó rất là hoảng sợ. Bóng tối không à, ma quỷ kéo mình. Những cái phim kinh dị sao mình coi nó còn hơn vậy nữa. Cũng giống như cách đây 2-3 ngày, hôm nay môn Phật xin đại thánh nhân là ngày hình như 13 tháng 6 hả, ngày nào á, là 13 người, trong đó là đảng trưởng là ngài Nguyễn Thái Học thời xưa bị Pháp nó giữ lên nó chém đầu. Cái đầu của ngài rớt, nhưng mà hôm nay ngài được một vị, là một vị rất là cao, một vị thần, là Hồng Thiên Sông Núi đang lo nước Việt đó, quý vị biết không? Cho nên ai mà lại ngài, ai kính ngài đó, ngài sẽ gia hộ. Cái chức của ngài bên kia rất là lớn, tại ngài cũng thường xuyên tiếp chuyện với Kiệt nè. Ngài là người dạy Kiệt rất là nhiều á, chuyện nói thật. Thì ngài Nguyễn Thái Học chết không có hết, sinh như tướng, tử như thần. Nếu mình chết can đảm thì mình làm thần lớn. Cái thiên minh gì nói tại sao tượng Phật người ta lại tạc có tóc, trong khi đó Đức Phật Thích Ca và các đệ tử đều cạo đầu à? Bây giờ ma quỷ nó xuống nó phá đạo, tại lúc mà Phật thành đạo mà nó phá không được thì cái nó hẹn 2000 mấy năm sau, tức là hiện giờ mình nè, nó cho con cháu nó mặc áo vàng cạo tóc để mà phá đạo. Cho nên bây giờ quý vị nhìn thấy thường Phật Thích Ca ngồi thiền nó mắt hiếp hiếp nhắm mắt phải không, mình thấy có dễ thương từ bi cảm tình phải không. Bây giờ nó để mắt Phật trợn lên còn cười còn liếc qua liếc lại nữa, quý vị thấy không? Cái là nó khôn quá, nó làm cho cuối cùng những Phật tử thời nay Kiệt độ không có nổi là vậy đó. Họ chạy theo màu sắc ánh sáng âm thanh đó. Mà thật sự Phật Thích Ca làm sao quý vị biết không? Phật Thích Ca có một lần Kiệt ngủ thiếp thiếp, nói Kiệt đi về trời, tại nhớ nhà mà cái tâm linh của mình đâu có control được, đâu có điều khiển được. Thấy một đám mây trắng khổng lồ, dày đặc,
cái Phật mắc vô, hỏi con đi đâu, xong cái chuyện nói con nhớ nhà, con về con thăm nhà. Cái Phật vô, cái Phật kêu được ngồi xuống để bài giảng pháp cho con nghe. Cái bài pháp thứ nhất, Phật giảng là chúng sanh rất là khó độ, thân xác của ta cho họ mà họ chưa vừa lòng, lời của ta nói họ là không nghe, họ lại đổi đại khái. Hôm nay thì chị viết lên trên cái miếng xi măng mà ở trên núi Thiên Long Sơn á, trước mặt Phật Di Lặc á, thì định hai cái tay xuống cái chữ khổ độ chúng sanh. Thì lúc đó Phật mới nói con á, là phải khổ độ chúng sanh, còn bây giờ á, là đâu có khổ độ. Trong kinh hiện giờ quý vị vô chùa đọc là khổ độ chúng sanh, khổ độ, chứ đâu có ai nói chữ khổ độ, đúng không? Thì Phật giảng cho chuyện vậy. Đến khi Kiệt thức dậy, cái Kiệt làm cái viết cái chữ đó lên xi măng mà lúc mà đổ tường nó chảnh. Cái mấy ông thầy lớn của mình lên chảnh, nói chuyện viết sai chính tả, sao con nói là phổ độ. Cả những vị hòa thượng lớn mà còn không biết mình làm sai nữa, mà lại nói Kiệt làm sai. Thấy tức cười không? Phải không? Phật là đích thân dạy cho Kiệt mà. Khổ độ. Khổ làm sao mà nổi? Hôm nay khổ có nghĩa là gì? Khổ có nghĩa là mặt dày nè, lên đây nói chuyện nè. Cái là mỗi người chịu khổ rất là nhiều, còn cái núi cũng vậy. Tới ngày hôm nay bị chi bộ ra lệnh cho mấy thổ tả ở đây nè, đóng cửa việc. Tới ngày hôm nay mình đâu được lên núi, chỉ sinh hoạt như dạng gia đình thôi, chứ nó không phải là public. Thì có phải khổ độ không? Mỗi 20 triệu mua cái núi Thiên Long Sơn, không có lợi ích gì cho cá nhân hết, mà toàn là bị bao nhiêu người chửi, bao nhiêu người ghét, tám bề thọ địch luôn á. Trong khi cái núi của mình á là chánh nghĩa, là thờ ở đó là ngày nghỉ ông trực, anh Đức Phật Thầy Đan Mẫu, rồi Lạc Long Quân Âu Cơ, tức là một cái công viên để cho tất cả những người Việt mình lên đó hãnh diện, là một cái mảnh đất của người Việt. Vậy mà tất cả những người lãnh đạo cộng đồng không ai lên đó ủng hộ hết, thì quý vị nghĩ làm sao? Sau này không biết Diêm Vương á, gặp mấy ông này á, chắc cũng phải lắc đầu á, rất là buồn. Tốn gần cả triệu mấy tiền luật sư á quý vị. Nó có phải là khổ độ không? Người thời nay vậy đó. Mình nói nhiều á, chuyện mà nói cái này á, hồi nó lên má là nói hoài không hết câu chuyện này luôn á. Mà mấy clip trước cũng có nói sơ sơ rồi. Thí dụ như mình mở núi mà mình làm tiền hay mình gì thì người ta ghét mình không đúng. Cái này mình mở để cho cộng đồng mình, cho người của mình. Mà mấy ổng cũng là người Việt Nam. Mấy ổng ở bề ngoài á, giả danh là tôi đây là chủ tịch cộng đồng Việt Nam, lo cho người Việt Nam. Nhưng mà người lại có lo không? Thấp luôn á. Mình tu hành, mình không có hơn thua, nhưng mà người lúc nó bức xúc phải không? Tôi không có được bức xúc nhưng mà cũng buồn chứ. Thật cũng buồn vậy. Thấy chúng sanh vô minh nó buồn. Thiên minh đi nói, chú vị ơi, tại sao chuyện ở Thiên Long Sơn và núi Cấm là hai ngọn núi lên thiên vậy chú? Núi Cấm á, là từ thời Phong Thần Mộc mấy nghìn năm về trước. Ở đó nó có một cái cung vàng điện ngọc mà hiện giờ đang ở đó, mà trong cõi vô vi, bị các chư thiên phá lợi. Thì ngày xưa bên Xiển Giáo là Triệt Giáo, họ cũng đang tranh giành cái đó hiện giờ luôn á, để mà giành cái núi Cấm. Thì kia là gì, trong lòng núi Cấm có rất là nhiều cái di tích, nhiều cái huyền thoại mà thế giới không có. Còn riêng Thiên Long Sơn thì chú không biết, nhưng mà có một lần có một người nằm thấy Thiên Long Sơn là những cái tòa nhà đẹp, chư thiên cái dạng người đi đầy núi Thiên Long Sơn. Và Thiên Long Sơn có mấy ông rồng ở trên đó gia hộ. Thì từ đó mấy vị ở chảnh thì chú mới tiếp xúc là đỉnh núi Thiên nó có cái điển thiên. Cho nên những người nào mà tu tập đó, đi về núi Thiên Long Sơn, chỉ cần là đốt vài cây nhang với Phật, rồi nằm ở võng ngồi chơi thôi là cũng là tu, nó yên tịnh. Thì nó cũng như là một cái chú ý giống như cái nhà thương nha. Mấy nhà thương lên trên đó, Phật là bác sĩ, mấy chư thiên là y tá. Đó, thì lên trên đó thì mấy chư vị mới coi cái tâm người nào làm sao. Thì có những người lên đó, biết bao nhiêu người lên chỗ điện mẫu nằm lăn khóc vì trở về với cái nguồn của mình á. Thì chư thiên lúc nào
chỗ nào có thờ Phật mẫu với mẹ với cha là chỗ đó có chư thiên gia hộ, chư thiên đứng đó. Thì rất là nhiều người sẽ lên đạo Phật là đạo khoa học. Khi mình lên á, mình sẽ tự có cái cảm nhận, chứ không phải mình không có cảm nhận. Mình đi chỗ này chỗ kia, khóa tu này khóa tu nọ cũng là một cái technique, một cái công thức để cho mình hiểu biết thêm. Nhưng mà chỉ có núi lên thiên á, thì chư vị mới dùng tha lực trong vô hình á, mới gia hộ mình. Mục đích là khai cái tâm của mình. Tại vì mỗi ngày mình đi ra đường hay mình đi một cái nơi mà ô uế á, vô chùa mà có nhiều ma vong linh nó bám theo mình là trượt á, hoặc là mình đi những cái nơi nghĩa địa đó, thì lên nói tất cả các quý vị vừa là cái nhà thương, vừa là mình gọi là cái scan luôn, cái shower luôn cho mình, thì mình lên ai cũng sẽ thấy khỏe và vui vẻ, gọi là nhà thương tinh thần. Đi du lịch ở khắp năm châu tốn nhiều tiền cũng không bằng đi về núi Thiên Long Sơn, đó là chú biết vậy. Quanh Nguyễn nghe ngài nói chuyện thay mở nhiều điều, cảm ơn em. Ai mà cũng hiểu được như em nha, anh cũng bớt tốn hơi. Nói chuyện này cũng mệt đó quý vị. Giờ nói chấm tà nhiều ông chú có tà chánh lẫn lộn, nhưng mà bây giờ đang thanh lọc ra, khi đức thầy xuất hiện nó sẽ không còn mấy cái tình trạng đó nữa. Những cái người mà nhập đồng nhập xác hay điển linh căn trị bệnh rồi đó, tất cả thời nay đó là cha cho tất cả mọi cảnh giới, mọi tầng là giới, cả địa ngục chánh tà gì đó, cứ thi hết, cứ làm từ thiện, cứ làm gì mà ấy mà gọi là lập công á, để được qua cái kỳ sàng lọc này á. Thì cho nên mình thấy hiện tượng nó lại vậy đó, thì họ cũng là tà, họ cũng là chánh. Có những người cũng không biết họ là tà hay chánh nữa nha. Họ có những người có điển á, cả bản thân họ cũng không biết. Thì cái gì mà mượn cái xác họ điển cho họ thì xưng là nhà xưng kia, nhưng mà xưng tánh đó mà đâu có biết là ai đâu. Hân Trần nói vậy, ông Trần dần hết tin tưởng Chúa mới chọn anh. Hay là Phật anh hùng mà cũng tiếu lâm mới nghe mình không biết, nhưng mà anh muốn biết là tại sao Chúa chọn tôi làm người truyền tin. Thì anh ẹt đi thì anh hỏi Chúa. Chứ giờ tôi cũng biết sao giải thích với anh nữa, nhưng mà tôi chỉ giơ tay tôi nói thật, lời tôi nói có chư thiên chư vị làm chứng, tôi là người 1000%, 1000000% là thật, là người truyền tin rủ bề trên thời nay. Tôi không có dám nói láo rồi anh. Anh có địa chỉ tôi ở Thiên Long Sơn với cái hẻm là 500 người đó, anh gõ cửa lúc nào tôi cũng ra tôi tiếp chuyện nha anh. Chứ không phải tôi chỉ có kênh này đóng mở kênh mới đâu, tôi có 1000 thứ để người ta cười chê và để bị người ta thưa đó. Tôi nói chặt câu người ta thưa tôi á. Thì anh cứ nghĩ đi. Tại vì tôi thương mọi người, tôi lãnh nhiệm vụ, tôi lên đây tôi ngồi mặc dày thôi á. Thiên Như nói bà Phương Hằng chừng nào được thả, chừng nào chú cầm ba nhang chú thấy bà mới được thả. Tại bữa giờ cũng quên thấy rồi, bà bận quá. Thiên Tâm Tấn nói chú ơi, cho cháu hỏi chỗ nào thấy mây ngũ sắc, chỗ đó có thiên tai nặng không chú? Thời nay á, tất cả mọi nơi trên bầu trời á, là chú thường nói những giấc cũ, hôm nay chú nói lại. Không phải chỉ thế gian mình Ukraine với Nga đánh nhau nha, mà trên trời á, thiên ma nó cũng đang đấu với chư vị của mình bển nữa. Trên trời á, đang đánh nhau kịch liệt. Thì mỗi một lần chư vị mà đánh nhau á, thì ở đó những hiện tượng ngộ lắm. Có lúc á, thì mình thấy ngựa, có lúc mình thấy ngó, có lúc mình thấy màu sắc của không gian thay đổi, rồi gió mưa không có đúng lúc đúng mùa nữa, là điều là vậy. Cầu vòng là do vậy nào làm ra chứ kia. Cái này thì cầu vòng thì mình không biết, nhưng mà có một lần những mấy vị mà chú có bốn lần hộ mạng chú á, mấy vòng vòng á, thì mấy vị nói thường chỗ nào có rainbow tức là cầu vòng á, là mấy vị đó làm á, mấy vòng đó là chú biết vậy.
Thiên Trọng Tính nói 14 tháng 9 có hội Long Nghiêm tại nước cấm mà chú. Rồi chú không biết nghe, mà có là tốt, tu tập thì tốt đâu có gì đâu. Đừng có tổ chức ăn nhậu nữa rồi. Nhã Thi nói con xem clip đầu tiên của chú con cảm thấy ấn tượng và rất quý chốt đây mới chính là người thật. Clip đầu tiên là số 1 là lúc đó điển cho chú biết. Tại chú có nhiều kiệt lắm nha, kiệt đang ngồi đây là một trong cả trăm người kiệt. Còn kiệt thiệt nó đang bay vòng vòng á. Thì lúc đó điển về giúp chứ lúc đó chú cũng không có nhiều nhân tiên nữa. Mà hôm nay chú nói tiếng Việt rằng là nhờ các fan ở trên này nè. Thì thời đó điển ra bài đó để cho bắt đầu lên mạng để cho mọi người hiểu đó là lời thật việc thật. Nhưng mà bây giờ cái chuyện cá nhân của 513 câu đến tập như số 6 bắt đầu qua tập số 7 thì nó hơi cao siêu quá. Thì để khi nào mà quý vị gặp những chuyện gọi là phi thường đi thì bắt đầu Kiệt mới ra tập số 7 Kiệt nói chuyện được. Bây giờ Kiệt lên Kiệt nói tôi thấy cổng thiên đình mở. Tôi nói chuyện với chư Phật chư Thiên. Là mấy cái đó nó hơi xa vậy. Cái thực tế mình hiện giờ là lũ lụt, thiên tai, đói rách, chiến tranh. Thì mình ráng quay đầu tu tập. Chủ yếu là ở trên này